Xin chào các bạn nhé. Hôm nay gia đình nhà Gấu sẽ đi chơi trọi cỏ gà nhé. Bây giờ sẽ đi tìm cỏ gà để trọi các bạn nhé. Nay đi tìm trọi gà chơi nhá. Quay lại tuổi thơ. Cho các cháu đi tìm gà để chọn. Mày làm gì cũng có trọi gà mà thơ. Thôi tôi xin ông. Thôi ông chỉ được cái loa phét. Anh bắt được con gà to hơn đây này. Đây có chú gà nhé. Hái hái nhá. Ui trời ơi, bị con gì à, thế này. Chốt chấu này. À con chuột chuột này. Nào. Bê trọi gà nhé. Này thôi à. Chết căng mãi không đứt. Đứt hai con gà mạnh nhất. Chưa rồi. Rồi đứt rồi. Diệp có đây. Diệp, em vừa cho đây. Đâu? Hái chung. Em này không cho. Chảo gà trội này. Đi kìa. Gà này yếu. Gà này yếu. Anh lên. Ê, đứt rồi. Đâu con đánh ngang ra lên con gà em cho chị ngựa đấy chị nhá. Đấy kẹp cho chị con nào. Đấy kẹp cho chị con đánh ngang ra rồi thắng. Đấy có thắng đi cho xin con đi xin con này. Ừ ừ đi kìa. Ông kia chuẩn bị ngã xuống rồi. Quế xin ơi ngã. Trò chơi trọi gà là trò chơi từ ngày xưa nhé. Đớt. Đấy này. Thì mẹ áp đầu tiên nhá. Nào thôi chơi lại với chị. Chơi lại với chị đã con này khỏe. Để con này của em khỏe.
gà chúa này. Gà chúa đấy. Được đấy, gà chúa đấy. Ôi gà chúa đấy, đấy đúng gà chúa. Gà chúa rồi. Trên mẹ rồi. Gà chúa ơi hát đấy. Mẹ rồi. Bo chơi với ta nào. Tao chơi. Tao rồi, tao rồi, chết rồi. Đây. Ui, có con gì đây à? Ồ, con này nguy cơ. Con mình chua. Chết. Ok, nguy cơ con mình chua là cái chắc rồi. Mẹ đi. Anh lấy đâu em cho rồi. Mày cũng chịu vậy. Cười con. Ôi trời, trời em bao bảo. Đấy, đứt ngay. Đi ít gà. Ui, gà tiếp gà. Muối ở dậy để đặt một đống gà luôn. Chết làm sao. Chân này luôn. Gà non đầu với áp. Gà này đấm phát chết luôn. Đếm, đếm. Chấp luôn cả ba người. Các bạn ơi, em tìm đây gà. Rồi. Chiến của bo hơi ác đấy nhỉ. Trong chiến đấu với em không? Đấu với ba con vỡ đầu hết. Nào. Cả chiến. Đấu với em không? Chẳng hiểu. Chưa. Tí chơi chỗ khác. Chỗ này vui mà. Ở kia đâu mấy con liền đánh. Con vừa đây chọi với anh. Thằng ghép. Đớt. Vừa. Em đi ra. Của em chọn nha. Chọn mi đi. Anh em chọn mi. 1 2 Gà anh gà cổ lại cả. Không chết luôn. Con đớt. Đâu? Trong một cái. Đấu rất căng cò. Ôi, ha. Tất cả đi ra. Chịu mấy cú đòn của đối thủ rồi vẫn chả làm sao. Ơ, con này cụp lên. Bỏ lùi cái tay ra đây thì mình đập. Đấy. Để cái phần đồ lên đây. Con cháu vẫn chả. Chất cây gần chứ ai gãy đầu hết. Hết cơ đầu. Vẫn chả làm sao luôn. Thề luôn đi. Gà cổ đấy ca. Rồi ra đây đánh nhau. Ra đây gà. Con này gà chúa. Gà cổ tai này. Gà cổ phải để này lên. Hết vỡ đầu. Đâu ai ở đây. Con này không chơi được nữa đâu. Cứ chơi một tí lại cục xuống. Không chơi được. Con này chiến được 5 con rồi. Chiến được 5 con vỡ đầu thêm con 6. Chiến với mình. Viên vỡ đầu. Ơ vỡ đầu à. Đây. Mình đánh mạnh để cho con chiến nó chết mà mình chết luôn. Quay bò cứng. 8 thằng đã chết dưới tay em. Đứt. Thank you.
đâu. Đâu đó đó. Nên là cỏ cát. À chú mình chết mẹ rồi. Con này đồi. Đâu con gà chúa. Mày tính rồi. Để em đánh thắng con này á. Giải ra. Nó trượt. Trượt. Hải đang cầm ra rồi. Đây. Tức đâu con gà chú hả? Là lần đầu chứ. Con gà này này. Đấy chị đấm trước, chị đấm trước. Kiếm một cháu con gà đại chiến đi đi. Từ từ. Kiếm một cháu gà chiến đi đi. Em đi ra đi, em nói đi. Bò ơi. Ở đây. Cầm thẳng á. Cầm này. Đứng ra đây, đừng làm như thế, đứng ra. Nghĩa con cháu đại chiến đấy. Đây, 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 đây. Trời ơi. Trời. Bà chúa. Chết rồi. Đây. Con gà này bị chết này. Chết rồi. Con gà nó bị chết này. Một mình gà chiến của thằng em chiến hết cả của Quỳnh Anh rồi. Rồi luôn, chơi đi. Một tóc em chơi em đó. Hôm nay mình về quê mình chơi trò chọi gà rất là vui nhá. Nếu mà các bạn thấy video hay thì like cho gia đình nhà gấu nhé. Bye bye.